là mấy cái người mà dạng dạng giống ma đó ông Tư, là mấy ông quen đó, ông quen là như các vị coi khoanh vùng ở trên đó đó ông Tư, người ta tưởng ma. Theo mình biết thì mỗi lần núi Cấm ở chiều độ 4-5 giờ chiều có nghe trên dầu đầu kêu heo, kêu lớn tiếng hơn mình nữa, Tiếng gì ông Tư? kêu ột ột kêu heo gì á, cũng như mình kêu kê cho heo ăn vậy Ý sao ngộ không ta? đó. Ông Tư, cái con xíu đầu đỏ đó, cái con đó nó bự nhất là nó khoảng nhiêu ký không Tư? Con gì? Con xíu đầu đỏ. Con khéo à? Con xíu á. Ừ, 8-9 kg. Ôi, nó bự dữ vậy sao? Ừ. Nó con kéo mỏ nó với giò nó cao hơn mày. Dạ. Bình cổ nó dài với cái vỏ dài không Tư? Ừ, giò nó 4-5 tấc, 5 tấc gì đó. Vậy là nó cũng dòng họ mấy con hạt rồi đó hả ông Tư? Thì dòng họ người ta kêu xíu đầu đỏ, người ta kêu hạt chứ con xéo Dạ, không. vậy là mấy con hạt thời trong đình đó, đứng trên mấy con quy đó ông Tư. Mà cách làm sao mà hồi đó mà người ta để mà hạt mà đứng trên lưng quy, là cái câu chuyện đó làm sao ông Tư? Không biết con truyền tiếp cái này, không biết theo định thế rồi mình thấy tờ đó, Dạ. không biết cái gì đó không có hỏi. Thường thường ở chỗ bàn thờ chánh của cái ở trong chỗ đền Thần thờ thần đó, bên con đó, dạ bên con đó, nghi gian bàn thờ chánh. con hạt cái dùng nước ngoài thấy con hạt nó trắng tư đó, nó cũng y như xéo thì nó cũng có mộng mỏ y xéo, Dạ. nhưng mình thấy xéo nhiều. Dạ. Con chim hồng hạc đỏ lồm nó mùa nó ăn tảo gì lông đỏ lồm rồi đó. Dạ. Con hồi đó giờ con suy nghĩ, con nói không biết sao mà mấy ổng thờ cái con hạt đứng trên lưng con quy. Thường thường bị gì các vị tiên rồi này kia thánh rồi ta hay cởi lưng hạt lắm, cái truyền thuyết đó mình coi trong phim rồi đó, Dạ. hình vẽ rồi này kia mấy anh hay cởi rồi. Nhưng con hạt nó quá lớn làm sao nó chở mình được, Dạ. mình nặng cái 60-70 kg té chết luôn, Dạ. vì các vị tiên vị đồ đó thân thể người ta còn cái linh hồn không à, nó nhẹ nhàng lắm. Dạ. Bởi vì hiện tiền bây giờ bắt cháu mình đâu có đi đâu được, mấy vị tiên người ta đi như gió như mây bay vậy, còn mình leo lên đó mây 5 lớp cũng thụng hết. Bởi vì người ta đâu còn xác phàm, còn mình Đâu còn còn xác xác phàm. phàm nữa, nhẹ Dạ. nhàng lắm. Mình mang cái xác phàm này nặng ịch. Nặng với tanh hôi. Dạ. Mà cái con quy là hồi đó giờ ở đây mình đâu có biết con quy không Tư? Ở vùng mình không có, mày tao đi ở ngoài Bảo Chánh ngoài núi Chứa Chan đó, Dạ. mùa mưa hồi đó theo mấy cái suối rồi con bắt lá kéo xe bò. Con quy á không Tư? Ừ, có con bành kỳ, Ôi hai thằng thằng bợ đầu thằng bợ đít mà dở lên không muốn nổi gì đó, Dạ. cả 100 kg Ôi vậy là dùng miền Tây mình không có quy không Tư? không có. Tao bắt con mà lớn lớn đem về nuôi, kỳ đó nuôi. Ừ, bắt đi lên xe rồi ngựa mà giấu trong ba lô, Dạ. đi xe nó chạy nhào nó xúc bánh trước mày, Ôi Hà Nội cái bánh nó lăn xuống mương cái đùng, chiếc xe nó cái cây mà nó dặn cái bánh vô nó cài lộ một quyết xuống cả tắt, ngồi xe không lật không Tư? không lật biển sụp cái bánh rồi cái ủi xuống đó luôn, Dạ. không lật. Ông bà ta nói quy ấy xui lắm, người đâu biết, Dạ. mình đâu có nói Dạ. với lính nữa, Rồi ông Tư thấy tai nạn gì ông Tư không dám nói luôn. không nói luôn. Nếu mình để trong ba lô thì sao rượu ngựa chiếc xe mà chạy tới mức độ nó xúc 7-8 cái bù lon trong bánh nó chứ đâu phải hết, Dạ sao nó dạ. xúc còn mấy cái chắc nó độ nó gãy luôn, chịu không nổi. Quy. Con Quy mới dòm như rùa nắp mình nè, Dạ. có mua bánh cao ảnh màu trắng hơn rùa nắp, màu đen với ảnh màu trắng Dạ. Cũng trắng như xám. thần Kim Quy đó không Tư? Ừ, Như trên núi Bà Đội người ta có thờ thần Kim Quy đó.
chỗ tượng thần Kim Quy, thì chỗ nhân lễ tu đó. Dạ. Đâu có thờ cục đá cái mua về là dạ. Có một cục đá nhỏ như cái đầu ảnh vậy đó. Dạ dạ, mà giống thịt hả ông Tư? Ừ. Thì nó lấy với lượng đó được 4 đồng tiền bự, tức là 5 đồng tiền nhỏ nữa, 9 đồng. Ở dưới lượng thằng Quy không Tư? Ừ. Và cái hộp thì bằng đồng đạn mình mà gói mấy đồng tiền bằng giải vàng không? Dạ. Yeah. Đồ đó chắc của mấy ông nhà tu hồi trước. Dạ. Yeah. Để dưới bụng thằng Trung Quy. Lại này nó mua đất đó nó mới dẹp dọn. Dạ. Yeah. Nó mới phủi quét rồi thì cái mới lòi ra lụm. Dạ. Yeah. Cho ba tao đồng. Con có đi dưới đó hành lặng con chung xuống tới cái lỗ nhỏ đó, con thấy người ta cúng kiến mà nó luyện giấy tiền vàng bạc quần áo bằng giấy đó. Dưới đóng 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 thôi thấy gì con đi lên luôn. Gì đâu mà xảy rác nó dơ dưới hang vậy đó. Mấy người ta tin mê tín quá. À, thấy gì con đi lên luôn. Con chung mình lên hả, đi dưới tới cái lỗ nhỏ rồi con đi lên luôn. Chưa tới thằng Kim Quy đó, có trong này có cái động trâu vậy lắm. Cái hang đó con chung vô theo cái trong cái bùng binh nó chứa chừng 3-4 ngàn người. Chỗ cái ở dưới này đi lên đó không Tư? Ừ, dưới này đi lên chưa là tới cái hang đó trước. Ừ. Con có đi rồi, đi 2-3 lần à. Con chung vô hôi rình. Dạ hôi dữ lắm ông Tư ơi. Ừ, hổ mây dữ lắm. Mà mấy ổng nói vậy nè, sao ông dám đi mình ên giữa cái hang đó rắn dữ rít dữ lắm luôn. Tao với thằng Hiền đi chung với gặp M79 lụ đạn rồi này kia lên bắt Hiền lượm. Dạ. Lượm để mọc ba cái bom bi trái lớn 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 nè, đem lại bỏ kế thành Kim Quy đó lên lấy một bịch muối bọt của nó. Yeah. Đem tứ lên đó bỏ đó. Muối cho nó ăn chắc. Dạ, yeah, cho nó mục hả ông Tư? Mục. Cái hang đó đi xuống dưới nó hôi rình không Tư? Sầu lắm, hang đó vô có người ta chung tới trống. Hồi đó bộ đội trốn lính Sài Gòn hồi trước trải cao su qua ở trong. Dạ. Yeah. Rồi dính cao su trong đá luôn, không dở lên được luôn. Dạ, yeah, ngộ hả ông Tư? Ừ, mắc kẹt trong đó luôn. Ở trỏng mới lần đầu con đi vô mình ên. Con đi vô cái nửa đường. Cũng vô xa lắm mới được nửa đường gặp bàn thờ. Mà bàn thờ có tờ cái tượng gì mà nó đen xì hả ông Tư? Bằng đá mà không biết đá gì mà nó đen cũng như là cái vải áo quần ông vậy đó, nó đen kỉnh vậy đó. Cái con lợi gần con gọi vô cái mặt cái con hết hồn cho nó, cái ghê lắm cái mặt á. Rồi cái con thắp nhang không phải tượng Phật hả? Dạ không. Rồi cái con thắp nhang xong cái con đi nữa, con đi vô nữa, đi chỗ ra tới sân tiên á, cái con đi vòng ở dưới, đi vòng vô rồi có cái hang nữa thờ ông Đức Đạt Ma. Con đi của mình mà đi cái hang đó là 3 lần nè. 2 lần. Lần con dẫn con đi nữa. Lần con dẫn con đi gắn nó nhảy vô bọc nó nằm trong. Bọc ơi xách nhang á. Nằm trong lõn gắn trong. Thằng con có la cha gắn ở trong bọc nè. Cái con mới nói vậy nè, dì buông cái bọc cho nó đi đi. Thì con mới vừa nói vậy là gắn nó thọt ra ngoài bỏ nó đi. Chứ nó không làm gì mình. Con mới kêu con của con bỏ buông cái bọc đi đặng cho nó đi. Bởi vì nói về tâm linh, như cái đức tính, cái niềm tin của cháu chân thật gì đó, cháu gặp những cái chuyện gì. Yeah. Còn những người mà xảo trá lên đó, đi cái đó không được. Một là trật té bể đầu, hai nữa gây thương tích. Yeah. Quảng hồn gì vậy? Mà cái hang nó ướt nhẹp mà ông Tư, không có lúc nào khô chứ. Ừ. Tao chui vô khúc trống nó hôi rình, tao chui ra. Hôi khó chịu quá, tao chung ra. Dạ, hôi dữ lắm. Mà con đi hết hang luôn. Con đi qua hang thứ hai luôn. Trọng rộng dữ lắm. Dạ. Nói ở chừng 3-4 ngàn người được. Đi đứng bình thường luôn hả? Ừ, đi sống lưng mà. Dạ. Chung một bò vậy đó. Lúc B-52 nó quýnh rồi, cách mạng dắt quân trốn luôn đó. Dạ.
rồi trải cao su trên đá nó ngủ rồi chừng ngủ êm rồi lúc quân ra dở cao su không được miếng nào trong đất ra dính đóng luôn. Dạ, dính luôn. Làm như nó dính luôn. Dạ. Mình đi vô phía bên cái vách mà phía bên tay phải đó ông Tư, nó đứng như vách tường vậy đó ông Tư. Ừ. Dạ. Hàng đứng làm như cái hai bên như vách tường đi dạ, vô dạ. Cửa đi vô. Mà nó đóng cái gì mà xanh 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 mà giật 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 xanh xanh xanh. Con rọi đèn rồi có chỗ nó như kim cương vậy. Dạ. Mà nó sáng xanh màu trắng màu xanh. Dạ. Mà rong thì không phải rong. Ngộ lắm. Mà cái hang đó ít có ai vô lắm, mấy ông nói đây người ta đi ba ông người không dám đi, ông đi mình nên. Tôi lát đi bình thường có gì đâu, đâu có gặp gì đâu. Có lần đi chung với con, có rắn chui vô cái bọc nó nằm trong. Rồi con kêu nó buông cái bọc ra mà nó chưa kịp buông, hiện rắn nó nhảy ra ngoài đi rồi. Gắn không có lớn, ngón tay. Hàng ở núi Bà Đội là ở dưới, con đi sau mấy cái nhà hàng quán ăn ở dưới lộ lên chút đó. Dạ. Yeah. Đi út nó tới mấy cục đá về to to bự nó hang không? Dạ. Yeah. Có cái hàng phía bên tay phải á, có cái hàng mà cạn. Mà chỗ đó giống cái con rắn hổ mây bự, nó ló đầu ra quá, tôi cục đá đó. Giống thịt luôn. Ở vùng đó nguy hiểm lắm. Dạ. Núi đồ Bà Đội huyền bí lắm Tư. Trong kinh Phật nói núi đó nữa sao để chứa thú mà. Dạ. Chỉ có mấy người tu ở trển thôi chứ đâu có ai cất nhà ở trên núi đâu. Rừng không? Trên đó có gì đâu, các nhà ở cả nước đâu con trời. Dạ, không có nước xài. Rừng không? Mà mấy cái cây đụng đỉnh quá nhiều không Tư? Đụng đỉnh nhiều lắm. Chim chim rồi này kia thuốc trên đó cũng nhiều lắm mà. Ba người đây thuốc lấy biết hết. Leo trèo nó gỡ. Dạ. Có đi đó con để ý cái ngải đó nó mọc trên đá gì đó, cụ nó về về. Dạ, yeah, để nữa con đi con để ý con tìm. Gặp, gỡ để vô bọc tử tế. Dạ. Đem về mình cũng kiếm đá mình để cho anh vậy, anh mới sống chứ còn con chôn đất thúi ở trên. Ngộ hả ông Thư? Ừ, anh không chịu đó. Mà ngộ cái con suy nghĩ vậy nè, tới cái mùa nắng mà nắng chăng chát thì đá nó khô rồi mới ổng lấy gì sống. Ừ vậy mà không nóng, con nắng mà con chung vô hang nó mát lạnh á. Dạ. Yeah. Mà thí dụ như có mưa thì mấy ổng hấp thụ mưa, mà chắc con độ ban đêm mấy ổng hấp thụ sương quá ông Tư. Chưa. Dạ. Yeah. Cái loài sống trên đó mà không cần đất. Dạ. Yeah. Sống trên đá. Cũng như mấy cây lan ở bên đồi Phụng Hoàng á, núi Cô Tô á. Ở bên chỗ lò án á, con đi hồi con gặp lan á, về mấy cái lan bông nó dài vậy nè ông Tư. Kiếm thứ nào bông đẹp gỡ về mình nhân giống. Gặp nhóc hết trơn mà con không có nhổ. Về nhổ về mình đâu có chỗ trồng đâu. Bây giờ tiếc bây giờ yếu giò yếu cẳng lội không nổi, tao khoái đi rừng đi núi rồi năm á. Dạ. Chờ con muốn không ham. Con cũng vậy, phải đi mấy cái rừng núi hang bọng rồi kia. Yên tĩnh ông Tư ơi. Đi vô mấy chỗ đó ông thấy con người sảng khoái gì đâu. Mát mẻ. Dạ. Yeah. Cũng núi cấm con lên đội chừng nữa núi cái con nghe cái luồng gió khác rồi. Dạ. Yeah. Nắng chang chang dưới này nóng mình khó chịu chứ đi. Yeah. Lên đó có mát lạnh. Dạ yeah, mát lạnh. Có hang ông Tư, có hang vô trọng y gan là ông ở trong máy lạnh mà nó im hơn máy lạnh dữ lắm. Im, nó không đâu có ồn ào gì đâu, cái yeah. Đá nó hơi đá nó lạnh đã. Dạ, yeah. lạnh người mát mát đã ghê luôn. Vì đó con đi với ông chú Hai vô mấy cái hang á, con nói ở trong này mà có cái giường chứ hai chú cháu mình nằm ngủ một giấc hay đi về. Ông cười, cũng là chồng. Mình lo ngủ anh bỏ tới không hay.
ngủ mê rồi nhào ảnh bò ảnh nằm gần gác nó dò lên ảnh luôn, gác lên mát rồi tránh đi em luôn. Mấy cái hang đó con đi đâu lúc nào mà dưới 2 tiếng đồng hồ đâu mà đi không có tới đầu đâu chứ ông Tư, sâu vậy bà đồ ông cũng sâu xuống dưới không bằng Cô Tô chứ có nước nhóc. Ở núi Cô Tô ông chú Hai nói vậy nè, nếu mà chịu đi đó, khỏe có sức khỏe đi đó, đi từ cái đầu hang dưới này mà trổ lên tới trên là nguyên ngày không tới, không là đi nguyên ngày không có tới, không có tới hết hang. Đúng là vì mình đâu đi đường thẳng đi mau được, không hang mình đi rất chậm, bị gì leo lên leo xuống đó ông Tư, rồi eo qua eo lại tùm lum chứ, cái hang nó sâu lắm, dài cả cây số gì đó. Con với ông đi thì thường thường đi chừng 2 tiếng, 3 tiếng hồ dữ lắm rồi, đầu trổ lên rừng lại đi ra. Vì sức lực mình có hạn á, đi đâu nổi nữa. Leo, có cái leo rồi nắm tay lôi, người này lôi người kia, chứ đâu phải leo mình lên được. Mà đi mấy chúng mấy cái hang đóng rong kìa, đi còn mệt nữa. Trời, thấy rồi. Sợ trời. Bể đầu. Bởi vì cái mùa mưa này nè, thường thường con ít có đi hang lắm, đi mùa nắng không à. Mùa mưa này đi hang nó dơ là ẩm ướt. Dạ, dơ vậy đó. Để nữa con vô ngủ chú Hai đi cái hang rắn hổ mây này. Thì đó con gặp một lần mà con quay không được là con không dám nói. Nói sao người ta không tin, nói mình nói dốc á. Mới vừa vô miệng hang là gặp ông ở trên ông thòng xuống mà bự lắm ông Tư ơi. Móc nó móc ngời xanh dờn, đóng rong cho ông Tư anh. Đóng rong. Bị nằm đó con thấy đá còn đóng rong mà. Dạ. Mấy ảnh nằm đó. Tại nhiều khi mình leo lưng ảnh mình nói đá mình không biết. Dạ. Rồi con mới nói vậy nè, chú Hai con với ông đi vô sát một đặng quay phim mới cho người ta thấy mới được. Chứ ngoài này ông gọi đèn thấy quay phim đâu tới đâu. Cảm là thôi, ta không dám vô. Thấy gì con nói ông không vô tôi liền mình. Rồi con nhảy xuống con chạy ghiếc vô mất tiêu. Vô không kịp ông Tư. Ông rút ở đâu mà im ru mà. Mấy người đó bắt đầu biến quá được anh ơi. Chứ không phải rút đâu ông Tư, chắc ẩn mình quá ông Tư. Rồi con nói chú Hai ơi mất tiêu rồi chú Hai ơi. Không là sao kỳ vậy? Mắt mình không thấy chứ. Anh đi thì chắc anh cũng không đi đâu mà sợ ta án nhãn mình. Dạ, mình... yeah, không cho mình thấy. Con vô hay con đi hết trơn cái bùng binh mà ổng thòng xuống đó. Con gọi đèn hết trơn cái bùng binh nó luôn trống lỏng không có gì trơn. Mà cái nóc thì nó cao lắm, cái nóc cỡ 6-7 mét vậy. Mà ổng thòng xuống vậy đó. Mà không thấy đầu, không thấy đuôi, thấy cái mình không mà móc cờ đóng rong hết trơn. Rồi ông Ly ổng đi chung đó. Ổng la cái hang này có nhiều lắm à, chuyến này sao gặp con. Ổng nói để chuyến sau đi một lần nữa đêm im á. Đêm im hả? Dạ, đêm im á có thể mà thấy rõ không. Vậy chứ rồi đi vô mình mới đi lần đầu đó ông Tư. Mình chưa biết. Nó hang Cô Tô á làm. Dạ hang Cô Tô. Cái hang đó đâu ai biết ông Tư, nó rừng nó che hết trơn à. Nằm giữa rừng á. Đi mấy tiếng hồ á, tới chừng đi ra đâu có đi đường cũ đâu, đi đường mới mà đi leo lên trên chắp đó ông Tư. Dây leo á, đi trên dây leo đi ra không á. Chứ đâu có đi đường cũ lại đâu. Đi nội đi ra không có tiếng hồ mới tới dưới đất á. Leo trên chắp đi không, bò cả bò vậy á. Lúc đó làm kỹ rồi em. Dạ. Bị mấy dây leo nằm khơi khơi trên cây á, leo lên đó đi không. Núi non nhiều cái loại rắn rít này dữ lắm con, nhưng mà khi mình đi rồi chân mạng mình lớn chư thần cho mình thấy. Dạ. Không giấu che hết. Thì cặp cái hang đó đó, có cái hang ăn cá bay á, là có cá đó ông Tư. Ừ. Nguyên vậy đó hang biết bao nhiêu ông Tư. Còn đi đâu có giáp đâu đâu đâu.
đi mấy năm về gì ô tô cái núi mới lớn sao con đi ngày giáp đi mấy năm đó chứ mấy năm trời không giáp đọc đâu không giáp mấy cái hang đó chứ không giáp đâu đâu dạ. Thì mình đi đâu phải đi trên đất bằng này mình mà không giáp nữa. Dạ. Dưới gòn qua chung ở chung hoài bởi ông thư ký của thầy đó, ông cao quá ông đi ông già ông dắt đi cũng như trên đồng bằng mình vậy đó không có gì mà sáng sớm đi lên đây bữa sau trổ dưới cô tô ngộ hả ông tư vô núi cấm mà sáng bữa sau trổ cô tô nó đi không biết tối biết gì hết qua bên lên núi cấm đi một khúc tới chỗ mà cái về đá nó bích cái hai bích thù rồi ông già leo trước nắm tay ông nghịch lên rồi qua bên kia sáng trưng à cũng như thế giới khác vậy không ta thì thế giới khác rồi đó ông mới gặp thợ mộc thợ đồ đang đẽo cây đẽo đồ làm bàn ghế người nào đúc nồi đúc chảo mà ông nó vàng không à vàng bào lát đẽo lát bỏ đóng không biết làm gì cho hết không. Tới chừng chỗ là chỗ nước ô tô không tư chừng chỗ của tôi lên đường ô tô lên núi cấm này lên gọi là kêu điện Hàm Long rồi năm đó có mấy người đi thăm chú đó tính đi xuống đây thăm tao chơi ba anh mấy anh nói chuyện cũng như chuyện phong thần vậy. Anh nói lên đó lấy giò hết cục đá bích miệng hang rồi ôi ôi mấy hôm đó nói về thần thánh được lệnh đi lên đó đó vậy là cái miệng hang đó mấy ông lắp lại rồi hả ông tư lắp rồi bởi vì không ai biết phải ông tư cũng đâu có biết vị trí cái hang đó hả ông tư không biết con hang nhóc ở trên mình đi mình đâu có để ý mình đâu biết hang gì dạ với lại mấy ông lắp cái miệng hang mình đâu biết trong đó có hang nữa không biết lắp cục đá chắc bằng cái nhà này ông nói lấy giò lắp lại ôi mình có ném về thần tiên mà đi ba người đó người tỉnh chứ ba ở gần chỗ nhà ba người đi dạ ba người là xứ của mấy ông mỗi người tỉnh Đi trong mình có một gói muối tiêu nhỏ xíu mà ý rồi cơm đâu mấy ông ăn không tư không biết mấy anh ăn gì không thấy mấy anh ăn gì đó ban ngày thì nói chuyện đấm đá rượu thịt rồi kia chiều cúng lại rồi nói chuyện đạo không à nói chuyện thời cuộc bây giờ cũng như người ta mà tiên đại tiên mà anh kêu bằng thằng đó mà không biết mấy anh đó bằng gì mấy ổng không lộ tướng không tư không lộ tướng chắc cũng người xưa đó không tư trở lại bực thánh đó thánh nhân còn mới kêu tiên thằng này thằng nọ vậy là ông tư được diện kiến mấy ông đó hả ông tư chưa mà bữa đó có ông biết hứa đi xuống đây thăm chơi mà ông cũng tính đi vậy là ông tư không có duyên đi dọc đường sao nó dắp té không biết té làm sao mà ba người mất giấy trên lúc thời bao cấp nó khó con không có giấy tờ con đâu đi đâu bậy được vậy là ông tư không có duyên với mấy ông đó không có duyên không gặp được uổng ghê cái ông anh bà con tao không nói gì đấy rồi ông nói để xuống thăm đi xuống tự chơi bữa hai bữa hay gì rồi trên đường đi xuống ông dắp té làm sao nữa mà muốn mất giấy tờ trên chắc con lộ chắc người ta ông tư không có đủ duyên người ta mới cản đường hả ông tư không cho mình gặp không cho gặp còn thiếu đức thiếu hạnh thiếu duyên như chưa đủ duyên
linh lắm năm ơi, núi cấm các loại núi nào cũng linh hết. Bị núi nào cũng có chư thần ở trên đó ông Tư. Không có chư thần cũng có thần hoàng thổ địa ông canh giữ ở cai quản vùng đó. Ông coi trong phim Tài Thiên đó. Tài Thiên quấn thước thổ địa trầu lên liền. Mà con có nghe cái mấy cái người mà Khmer đã sống ở trên núi đó ông Tư. Người ta nói ở trên núi hay gì đó, nhiều người nó nói thấy ma chứ đâu phải ma đâu, trên núi không có ma, ma nó không dám lên. Thường thường là ma cỏ rồi kia người ta hồng ma rồi đã chết ấy, quanh quẩn ở dưới núi thì có, còn ở trên núi là không có. Mấy chữ thần được. Dạ, mấy ông nói vậy nè, trên núi có chữ thần ta giữ hết rồi. Dưới mấy ông lâu lâu gặp mà mấy cái người mà dạng dạng giống ma đó ông Tư, là mấy ông quen đó, ông quen là như các vị coi khoanh dùng ở trên đó đó ông Tư, người ta tưởng ma. Theo mình biết thì mỗi lần núi cấm ở chiều độ 4-5 giờ chiều có nghe trên dầu đầu kêu heo, kêu lớn tiếng hơn mình nữa. Tiếng gì ông Tư? Kêu ột ột, kêu heo gì á, cũng như mình kêu kê cho heo ăn gì đó. Ý sao ngộ không Tư? Anh chiều anh mới nói anh kêu gì đó, ngủ ăn gì đó, anh kêu gì hết. Nhưng mà không thấy ai hả ông Tư? Không nghe. Con nghe cái tiếng hướng đó, con đi lại không thấy ai hết á. Dạ. Nghe kêu ột ột mà không thấy ai. Lát con đứng đó, lát con nghe kêu chỗ khác. Dạ. Con nghe kêu gần mình lắm nhưng mà lại không có gì hết. Dạ. Cây rừng không à. Ngộ. Mà núi rồi đó bị cây cổ thụ, cây lớn con kêu nó rền núi vậy đó. Dạ. Con chim hùng hoàng nó đâu bự hơn xéo bao nhiêu. Anh bay anh quạt cánh con nghe ồ ồ ồ ồ. Dạ, nó dội cái âm thanh không? Dội cái âm thanh. Dạ. Cũng như ta lên núi kêu Năm ơi, mà mày kêu Bác Tư ơi cái, rồi cái mình mày vừa dứt tiếng rồi có cũng Bác Tư ơi nữa. Dạ, ơi nhóc hết trơn. Ừ. Dội. Dội âm thanh. Cái âm thanh của rừng nó dội. Dạ. Tao đi lét lét là tao gặp con đồi. Đồi xứ mình giờ tuyệt giống là con đồi mồi hả ông Tư? Không, con đồi nhang á, nhang con sóc con đồi nó bự hơn. Dạ. Con đồi màu đỏ bự hơn, đồi cỡ ký mấy, con sóc mấy trăm gram à. Dạ. Dùng bằng dè đó anh nhảy tàu này qua rồi tàu kia mà nghe tưởng như pháo binh nổ in. Cái mình không đập vô cây hay sao ông Tư? Không, anh nhảy qua cây nó khua mà nó kêu vậy đó. Dạ. Bị tàu bằng già nó bít không còn không khí nữa. Dạ. Con lấy cây dầm con đập dưới nước, mình đập ở ngoài đồng mình thì nghe cái bụng cái gì đó mà nghe cái ịn. Dạ, nó dội lại. Rền nó trơn nghe ngộ. Cái rừng đó nó kín quá, kín nó ấm không Tư? Kín. Dạ. Nó bật, gọi là bật không khí. Dạ. Không có sức lực. Ý con đồi gì là nó giống như con sóc vậy hả? Giống sóc mà màu đậm hơn, bông đuôi bự hơn, ảnh bự con hơn, bằng bắp chuối mình vậy nè. Dạ. Vậy là cái con đồi con thấy mấy cái người đặt sóc ở bên kia dính nó lớn vậy nè, mà cái đuôi nó dài hơn cái mình không Tư? Cái đó là sóc đỏ đó, có chừng sóc đỏ chân đồi đây tao thấy, không có thấy giống nữa, giống. Mà cái đuôi á, nó sắp lại nó cong khỏi đầu nữa mà khỏi đầu luôn. Vậy là con đó rồi, con đòi rồi phải rồi. Thì đó chỗ chua cùi cua 11 con của ông 7 là 9 con nè. Con nói sao cái con này nó cái đuôi nó dài hơn cái mình nó thọ, cái chả là con đó con đòi đó, mà còn nhỏ Tư bằng bắp tay à. Đi trên lép đét đi rừng bằng về đó. Bằng già con trồng như tuổi con trồng nó phải cháu nội mày ăn đó, chứ mẹ con mày ăn cũng chưa được. Nó 60 năm mới có chữa. Con ăn cái gì ông Tư? Cây bằng già. Cây bằng già là nó ra làm sao ông Tư? Nó y như cây thốt lốt mà tàu, cái tàu nó dài 3-4 mét vậy đó. Dạ. Yeah. Lá nó bản hơn 1 gan, mình lá nó cũng dài 1.5-2 mét vậy. Dạ. Yeah. Đến tới mùa nước giật người ta mới chặt lá bằng dè, ta ngâm nước, mùa nước lên đó. Yeah. Ta ngâm rồi mùa nước giật người ta mới đem lá bằng dè rồi
cái tàu nó lót làm đà làm giặc ngủ được rồi đó. Dạ. Yeah. Tàu dài dữ lắm. Rồi cái có trái được không Tư? Có, trái nhỏ hơn chân cái mình. Rồi có ăn được không Tư? Mần bột. Dạ. Yeah. Chứ không ăn đâu được. Bột mần dẻo một cây 2-3 tấn. Ôi ôi. Cây nó hai bác cháu mình ôm gốc đó mà. Anh có chữa từ trên đọt xuống nửa cây. Dạ. Yeah. Từ nửa cây xuống gốc đó con làm cột nhà, cột chòi để trong đồng á. Dạ. Yeah. Làm rầm, làm đà rồi kia anh lõi anh đen như thốt lốt. Thốt lốt cho anh đi. Còn khúc trên nó búa nó đẻo. Đẻo cái da cứng ngoài tới ở trong ruột anh bột không à. Dạ. Yeah. Rồi đẻo vậy rồi nó có cái bào bự lắm, cái bào cốc bà lớn như dài dài anh bào lát lát ra cho anh đưa vô cối chài đạp anh đạp ý vậy. Rồi mỗi lần mà tới chừng mà tới năm mà nó có bột mà xài được rồi khai thác rồi chết luôn cây đó không Tư? Thì nó con không khai thác nó cũng chết, có trái có trái chín thì chết. Ý sao ngộ không Tư? Ờ đúng 60 tuổi anh, đúng 60 tuổi anh chết. Dạ. Yeah. Vậy là mỗi lần khai thác coi như cái cây đó như bỏ luôn. Bởi vì cái chứ đó ngộ ở truyền tiếp của người ta làm sao mà nhà ngói nào nhà ngói nấy cột ôm như yeah. Không lẽ hồi xưa không có cưa rồi người ta để nguyên cây gì người ta làm luôn đó không Tư? Không, đẻo xuống cái khúc ảnh có chữa tới đâu người ta lấy đó lên đọt à. Yeah. Còn khúc dưới thì chẻ ra làm đà rập rồi này kia. Dạ. Yeah. Tốt. Có thể con cắt cái chòi trong đồng ở nước lúc mất cái chòi lá mất cái trơn đà rầm nước dịch còn lại nguyên. Dạ. Yeah. Không hơi không một không hơi không, không một gì không chắc. Không chừng lâu nó lên nước đang mung bóng ngời. Thì đang mung. Yeah. Như gốc thuốc lốt sao ảnh vậy. Dạ. Yeah. Mà ở trên người ta trồng y như vườn cao su mình đi vậy đó. Dạ. Yeah. Mỗi trồng nó căng dây. Xe con chạy đường nào cũng được trên đó. Dạ. Yeah. Cây này lại cây kia 5-6 mét vậy đó, 6 mét. Trồng thưa chứ không Tư? Ừ. Bị cái tàu ảnh che cái bít ở trên vậy đó mà tàu ảnh khích rịch ở trên. Dạ. Bởi cái âm thanh vô đó. Nó đâm con chuột, mình cầm cái chĩa mình đâm chuột dưới nước. Mình nghe cái đùng, chơi giới. Mà cái âm thanh nó bự, nó dài nữa. Dạ. Yeah. Nó giỏi. Vậy là cái đó, mùa nước ở trên cái vườn mặt dè nó ngập hết không Tư? Ngập 6-7 mét vậy đó. Ôi ôi. Dưới gốc ngập lên. Yeah. Rồi trong chuồng đi trọng kiếm. Mà con rắn nằm trên tàu mình xong dưới này mình thấy được. Dạ, yeah, nó bứt lá rồi. Rồi đi vô cả buổi trời không gặp rắn nào. Không ra. Hồi xưa... Hai bên mẹ anh thì gai còn hơn gai thốt lốt nữa. Dạ. Yeah. Người ta mần đà làm toàn tay kèo nhà người ta rớt hai bên. Dạ. Yeah. Chặt cái tàu để dưới làm giặt ngủ. Dạ. Yeah. Mấy anh trẻ may mấy anh bệnh khéo lắm mày, chắc lắm. Dạ. Yeah. Còn lá anh chầm như lá mình vậy đó. Nhưng mà con không ngâm nước rồi mà chừng 2-3 tháng rồi sâu ăn còn cộng không à. Sâu hả ông Tư? Sâu, nó xanh sâu. Ngộ hả? Ờ, cây đó nó con không ngâm nước rồi nó sâu nó ăn hết trơn. Rồi ngâm nước không có con sâu nào trơn không? Không. Ngâm nước có thể con ở 2-3 mùa được. Dạ. Yeah. Mà ngặt cái ảnh mùa nước cái bỏ lúc sống nó đánh chóc trôi đâu mất hết. Dạ. Rồi tới năm sau đi vô đó ôm lá vô lọp lại. Dạ. Yeah. Cột rồi này kia giạt rồi còn. Nhiều khi giạt cũng mất. Dạ. Yeah. Nước nó sống nó đánh trôi. Rồi nhiều người người ta không ngâm nước, lấy lá tư rồi cái đầu lợp lên rồi sâu nó rớt vô nhà chứ. Không có. Dạ. Người ta sợ cái đó lắm. Bị cơm nước ăn con dọn nó rớt sâu sâu đâu phải ít đâu. Dạ. Bày bày luôn hả ông Tư? Bày bày luôn á, nó ăn mà nó chịu ăn rồi bữa hai bữa còn cộng không. Ôi ôi. Sâu dữ lắm, dữ lắm, ỉa cất dữ lắm. Coi trồng 60 năm mà người ta trồng nữa, cái kia nó dụ được 10 năm là người ta xuống giống cây con nữa rồi. Dạ. Yeah. 10 năm, 20 năm bắt đầu người ta xuống giống, người ta trồng hàng tiếp rồi. Đang xây chuyền, người ta xài xây chuyền không Tư? Ừ, ăn không dứt.
Cái cây kia nó dụ 40 năm, cây này còn 20 tuổi nữa là cây này nó cũng bự muốn bằng cây kia rồi. Con trồng 10 năm rồi có xài rồi được rồi. Xài củi với xài lá đó. Lấy mẹ bột, nó làm củi. Mà bột thì tới 60 năm mới xài bột được. Mới có chữa, anh có chữa, đúng 60 tuổi anh có chữa, anh chết luôn. Rồi cái bột nó làm cái gì không Tư? Cái bột nó ngon hơn bột quyền mình nữa mày. Bột nhất nó có thể giờ chắc 300-400 kg. Rồi làm bánh rồi cho không Tư? Làm bánh rồi con quậy uống rồi kìa. Cái sớm đó mày ở người miếng nào cũng tốt, cũng bự người sớm bằng về. Không lẽ người ta ăn cái bột bằng dè đó ghét người ta tốt ngự không Tư? Ăn bột bằng dè đó nó tốt. Mình ở đây hồi xưa không có hả không Tư? Không có đâu. Có xứ miên dùng mình đây, miên không cũng đâu có, mà ở trên lát đét nó mới có. Dạ, lát đét mới có. Rồi lên Gò Sát đó hả không Tư? Đường lên Gò Sát đó, mà dưới này. Kha Len rồi mà dưới này, Kha Len nó nằm giữa đồng cũng như cái voi đồn vậy đó. Lên nó 17 cây số nó mới rụng lát đét. Rụng lát đét trên đó bằng dè dừa rồi dưới cây nó trồng như rừng vậy đó. Sắp ở dưới ra ngoài rạch dơi, từ qua bên đây là cỏ tiêu cỏ thum. Cỏ tiêu cỏ thum. Còn phía bên bển thì cạnh Thường Phước đi lên thì Hố Lương. Vĩnh Sương Hố Lương bên Ôm Sà No bển á. Phú Mỹ Ôm Sà No đi gặp sông Hậu mình đi lên. Thẳng lên cầu Sài Gòn tới Nam Giang, nó trổ Nam Giang mà, bởi vì dưới mình mùa nước lớn mấy cá linh đổ xuống theo cho con sông đó. Thêm sông Mê Công. Còn sông Dàm Cỏ Tây ở ngoài nó ăn mằng ngoèo ngoèo, nó ăn cặp Bình Dương nó trổ lên Tây Ninh. Trổ Tây Ninh rồi nó trổ qua ra ngánh sông là Ngà nữa, bởi nó chín, nó trổ xuống mình tới chín ngánh là bên mình mới kêu Cửu Long. Cửu Long Giang là chín ngánh sông, Cửu Long là chín rồng. Chín rồng, Long là rồng, Cửu là chín, chín rồng. Mà trồng tức là mấy ông già già như chú như này đó, đồ trồng ta ghi trong vách nhà bao nhiêu năm năm đó, người ta trồng một con xuống rồi. Chừa cây nào có cây nào mà để trái là lấy giống đó là ta không mà hạ xuống bằng bột. Anh có buồn có trái là anh hết bột luôn. Ngộ hả? Anh đưa bột lên trái anh hết rồi. Vậy là đợi chừng nào mà hơi vừa có chữa là người ta đốn không Tư? Có chữa ngộ luôn mà, ngang đó cái khúc có chữa nó nhẵn khúc vậy nè. Chừng 3-4 tay mình vậy đó, còn lên phì ra bự vậy nè, già lên đọt. Ta hạ xuống người ta mới cắt ngang cái eo đó. Ta lấy từ đó lên đọt à. Còn ở dưới mình cực lắm. Cái thùng mấy ảnh quậy bột bằng cái thùng ủ nước mắm cá cơm biển gì đó. Dài đạp cái nào cái nấy, cây nó lõi 50 thôi, tối nó dần ở dưới đất. Dài đạp cũng cây lõi không, cây tốt không.